Vâng, chào tất cả anh chị, chào tất cả mọi người. Hôm nay em quay trở lại với cái video giới thiệu với mọi người là một cái cây phi điệp mà đã từng gọi là năm cây trắng, nhưng bây giờ chỉ gọi là cây phi điệp ám bởi vì hoa của nó không được cánh trắng. Đây là cây phi điệp ngày trước gọi tên là cây Bắc Ninh, năm cây trắng Bắc Ninh. Thì đây là một cái bông hoa cận cảnh mà nó nhìn rõ nhất, dễ nhìn nhất. Cái này gọi là cây năm cây trắng ám Bắc Ninh ấy. Ngày xưa gọi là cây năm cây trắng bởi vì nó có năm trắng, có năm thì trắng tinh nhưng mà có năm thì cánh ám. Thì bây giờ thì gọi là cái cây phi điệp ám Bắc Ninh. Em thì vẫn chưa nhìn thấy cái bông nào gọi là có thể gọi là đẹp nhất để cho mọi người cùng ngắm. Bông nào nó kiểu dạng như này thì đấy, nó là cái cây ám Bắc Ninh. Ám có nghĩa là cái cánh, năm cánh của nó chưa thực sự trắng thì gọi là ám. Đấy, nhưng khi nhìn nụ của nó, nụ nó rất là xanh đây anh chị ạ, nhưng mà khi nó nở ra thì nó bị ám, cánh nó phẩy hồng một chút này, nó sáng bông. Bởi vì đây nó là một trong những cái cây đã có từ ngày trước rồi và nở ra. Thì đây em quay để em lấy lại tư liệu để về sau khi mà sang năm nó nở lại có đẹp ấy hay không đẹp thì em vẫn quay video. Bởi vì nhiều khi là anh chị chưa biết thực hư của nó chính xác hoa như nào thì mình đã muốn sưu tầm rồi. Bởi vì những cái cây như thế này ấy, thì là nó cũng không phải là giá thành quá cao nên là mọi người đều có thể sưu tầm được cái ám Bắc Ninh. Thì hôm nay em giới thiệu với mọi người về cái cây ám Bắc Ninh này một chút để mọi người cùng biết đến nó và có thể sưu tầm mua một hai kỳ về làm giống hoặc một hai thân nếu như mình có điều kiện. Thì cái này phụ thuộc vào điều kiện chi trả của gia đình. Bởi vì mình sưu tầm những cái này đồ chơi thì đôi khi là mình cứ mua được cái cây nào mà nó chuẩn cây, thực sự là đúng đúng cái cây mà mình định mua ấy thì là một điều rất là tốt rồi. Bởi vì bây giờ là ở ngoài lừa đảo rất là nhiều kênh trên YouTube bán hàng, nhưng thực ra thì cái lượng mà để có những cái cây nở hoa nhà người ta ấy thì rất là ít, mà không phải là nhà ai cũng có những cái cây nở như thế này. Thế nên là khi các bác mua ấy, các bác lưu ý rằng những nhà ai mà người ta thực sự là có cây đã nở rồi, người ta biết nở nhiều lần rồi, người ta biết về cây đó rồi thì các bác hãy mua. Còn bây giờ các bác cũng chủ yếu là xem những cái video người ta bán cái gì thì mình mua, nhưng thực sự là cái cây đấy các bác là chưa biết về nó, hoặc chỉ nhìn ảnh thôi. Nhìn ảnh thì bao giờ người ta cũng sẽ chụp một cái bông đẹp nhất chứ không bao giờ người ta chụp cái bông xấu nhất cả, bởi vì người ta muốn bán được đắt tiền thì đương nhiên người ta sẽ chụp bông đẹp nhất. Em có những cái ảnh cũ của cái cây này nó rất đẹp, và thực ra nó nở rất đẹp. Còn đây là nở như em, mà nó nở nắng nóng quá nó bị ói, đâm mà nó không được đẹp lắm. Nhưng mà về thân lá nó có nhiều yếu tố để nhận dạng ra đây là cái cây ám Bắc Ninh mà ngày xưa người ta gọi là năm cây trắng. Thì mình cũng phải để ý đến từng cả cuống hoa, chi tiết của cuống hoa rồi cánh, xem cánh có trắng hay không. Thì thường như mọi khi là em hay với những cái cây mà nó ổn định ấy, nó mới sổ ấy, thì em sẽ bỏ cái lưỡi đi để em xem độ trắng của cái cánh nó. Nhưng đây thì là năm cái cánh này là nó có phẩy hồng, có thể nhìn thấy được nhưng rất mờ. Thế nên là nó rất mờ, thế nên là mọi người rất là dễ mua phải cái cây này mà người ta gọi là cái năm cây trắng Bắc Ninh. Thì đây em muốn giới thiệu để mọi người cùng biết đến nó, biết về thân lá, biết về hoa, biết về một cái cây để khi các bác sưu tầm các bác biết rằng bông của nó không thực sự là cái cây như các bác xem những cái ảnh, bởi vì nó có
khi mà nó nở ấy, nở nhiều bông ấy nhá các bác nhá, khi mà nó nở nhiều bông ấy thì cái độ đẹp của nó sẽ giảm đi. Bởi vì khi mà một cái thân mà nó ra, một cái thân ví dụ dài 1 mét mà nó chỉ nở tầm 5 bông hoa thôi thì nó sẽ rất đẹp. Nhưng một cái thân nở dài 1 mét mà nó nở tận 30 bông hoa thì không thể 30 bông sẽ đều đẹp giống nhau. Nhưng nở 5 bông thì sẽ rất là đẹp. Bởi vì nở ít bao giờ cũng đẹp. Cây nó khỏe mà nở ít thì sẽ rất đẹp. Thì bây giờ em giới thiệu với các bác để đến cái bộ thân lá của cái cây này nhá. Bởi vì mầm gốc thì nó hơi xa rồi, nó dài rồi, thì cái độ để ý là nó hơi khó. Thì đây em giới thiệu với các bác về cái ki trên thân của nó nhá. Thì các bác nhìn thì các bác tương đối dễ nhận ra. Còn cái răng lá thì em sẽ quay đến cái thân. Đây em muốn nói đến là cái ki trên thân này. Ki của nó nó xanh sạch các bác nhá. Ki của cái cây này xanh sạch. Đây là ám xanh đậm chứ không phải là ám tím. Đây, cổ của nó xanh sạch. Đây các bác nhìn thấy không ạ? Mầm nó xanh sạch. Mầm xanh sạch. Tại sao mà đến cái mùa này ấy, thì là cái cây các dòng năm cánh trắng nó ổn định về cái giá trị thực của nó. Bởi vì là khi mà các bác mua những cái cây này, các bác không biết dáng lá của nó như nào, rất là dễ nhầm. Người ta mua cái cây sạch để về người ta bán cho các bác thì các bác làm sao mới biết được. Tất cả đều phải mua trên uy tín, đúng không ạ? Thì các bác nên để ý rằng, bởi vì có nhiều người, nhiều bác mua của em ấy, bác ấy bảo là ngày trước là mua của một chân cho một kênh, nhưng bây giờ cái kênh này nó xóa rồi. Thì bây giờ có nghĩa là trên mạng bây giờ có rất là nhiều kênh bán hàng, rất nhiều người bán, nhưng thực sự là người ta đã nhìn thấy hoa bao giờ chưa là thứ nhất. Cái thứ hai là người ta có bán cho các bác cái cây có đúng hay không, hay là cái cây vẫn chỉ là nghe trên tai, hoặc là ảnh em mượn nhà hàng xóm, hoặc ảnh em nở của nhà anh em chẳng hạn, đấy đúng không ạ? Chứ còn những cái cây của em khi mà em xuất ra thị trường cho các bác thì chắc chắn là cái việc mà nó hoa thì các bác mua cây nào thì nó vào cái đấy thôi. Đấy thì em giới thiệu tiếp về cái phần lá, dáng lá cây này. Cây này thân lá xanh sạch các bác nhá. Thân của nó hơi rí rắc một chút. Đây các bác nhìn từ thân hoa này, đúng không ạ? Đúng không ạ? Nó thân rí rắc. Khi xuống đến mầm nó hơi rí rắc, thân rí rắc nhé các bác nhé, thân này rí rắc này, đấy, đây này, từ đây sang đây là nó hơi chéo này, từ đây sang đây là chéo, thì nó để lại, nếu mà tính từ điểm này xuống điểm dưới này nhá, thì nó sẽ để lại lõm giữa, đúng không ạ? Trên này cũng vậy, đây từ điểm này với điểm này lõm giữa gọi là rí rắc, thân rí rắc. Lá của nó đây các bác nhìn đấy, lá của nó dòng lá khá nhỏ và dài, nhưng mà nó vẫn là dòng Bắc, thân lá miền Bắc. Thân lá Bắc, thân của nó thì nó to khoảng từ 0,8 đến 1,5 cm, thì phụ thuộc vào các bác nuôi nhá. Thân xanh sạch, lá của nó thì rộng khoảng từ 2 đến 3 cm, có thể to hơn 3 cm đấy, nhưng đấy phụ thuộc vào tùy lá. Đây này, lá trên này bé hơn là dưới đấy, đúng không ạ? Thì khi mà mình cho nó ăn đầy đủ ấy, thì lá nó to hơn, nhiều nắng lá to, ăn đầy đủ lá to. Lá của nó dài khoảng tầm 10 đến 13 cm. Các bác nhé, lá của nó hơi vân sọc, hơi rõ nhìn, nhìn hơi rõ đúng không ạ? Cái sọc lá ấy, đấy. Thân xanh sạch, hơi rích rắc. Đây là dáng lá của nó. Khi các bác mua ki về, các bác cũng nên để ý rằng cái dáng lá của các bác mua cái cây này nó có giống là cây này không? Đấy. Xong nói đến phần hoa. Đây cái bông này của em dạo này nó đang nở, đang bị tật, nhưng cái màu mắt nó rất là tươi. Cánh của nó là rất là sáng, nó chỉ hơi ám một chút thôi. Đấy, lưỡi của nó thì là mắt đậm, thùy không phân rõ, mũi hồng đậm, cánh ám, cuống xanh, nở vào dịp giữa tháng 7. Cuống xanh, các bác nhìn cuống xanh nhé, cuống xanh. Bởi vì những cái ám này, nhiều cây ấy, ám ấy, thì là cuống nó cũng tím cơ, chứ không phải là cây nào ám cuống nó cũng xanh như này đâu. Cây này cuống xanh nhá. Chân cuống hơi ám một chút.
các bác nhìn rõ nhé, chân cuống là hơi ám. Cái này rất là xanh, cần rất là xanh, da nụ xanh. Cái này khi mà dùng chơi nụ, cái thân lá nó rất đẹp, bởi thân lá nó xanh sạch, nụ rất là đẹp. Cái này thì khi mà nó nở nhiều bông như thế này thì nó sẽ không được đẹp được, nên nở ít bông sẽ rất đẹp. Thì các bác cứ tham khảo nhé, các bác có thể tham khảo và sưu tầm những cây này, bởi vì em có đôi khi là có cái cây ở nhà em ấy, năm ngoái nở là cánh nó trắng cơ, nhưng mà cùng trên một thân thì là nó có bông trắng bông không. Thế nên là cái việc nó cứ gọi nó là ám, ngày xưa cứ gọi là năm cái trắng Bắc Ninh cứ gọi là ám, bởi vì nó là màu cánh ám hồng mà, nó không phải là cánh trắng. Mắt nó đẹp, màu tím hồng đỏ rất đẹp, màu rất tươi. Đây thì các bác cứ sưu tầm những cây này, cánh bay các bác nhé. Sưu tầm là mình phải biết cây đã, còn khi các bác chưa biết gì về cây ấy, thì không nên mua làm gì. Tôi bảo là cái ám Bắc Ninh là cây gì, có biết cái gì đâu, đúng không ạ? Các bác phải biết nó đã, và nó nở trong điều kiện như thế nào. Trong điều kiện mát rời thì cái bông nó sẽ rất căng và đẹp, còn nắng nóng ấy thì nó không có đẹp đâu. Thời khô hanh đấy, nó phụ thuộc thời tiết rất là nhiều. Thế nên là các bác nuôi muốn nở được bông hoa đạt và đẹp nhất có thể thì nó sẽ phải trải qua nhiều mùa nếu những cây ổn định. Còn cây này nó là những cây tương đối ổn định. Tương đối ổn định, nó vẫn có thay đổi. Đó chính là có thể năm trắng, năm không trắng. Có thể là bộ khuôn năm nay đẹp, có thể là năm sang năm không đẹp. Nhưng phụ thuộc rất là nhiều. Thì các bác cứ tìm hiểu. Khi nào mà mình thực sự là mình hiểu về nó rồi thì mình nuôi, mình mua về chăm, thì nó không bị lãng phí cái vấn đề là tiền khi bác bỏ ra để mua một cây về chơi. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Kênh của em vẫn là kênh Thiên Đường Ngàn Hoa. Thì các bác cảm thấy có hữu ích thì đăng ký kênh. Xong thì em sẽ tiếp tục quay những video về những cái cây nào nhà em đang có và đã có, đã nở. Còn những cây nhà em chưa có nở thì thôi, các bác ngắm tạm nhà hàng xóm. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Hẹn gặp lại các bác vào những chương trình bông hoa khác. Chào các bác.